Cô chào tất cả các em. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài luyện tập chung trang 160 của sách giáo khoa. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em biết cộng trừ các số trong phạm vi 100.000, giải bài toán có lời văn, dạng thuốc về đơn vị. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện làm các bài tập. Bài tập 1 yêu cầu tính nhẩm. Những bài tập này các em có thể tính nhẩm trực tiếp hoặc tính nhẩm qua khâu trung gian. Ta thấy ở đây là 40.000 cộng 30.000 cộng 20.000. Thì các em có thể lấy 4 cộng 3 cộng 2 bằng 9. Như vậy đây là bằng 90.000. Hoặc các em có thể thực hiện cộng trung gian giống như ở trên bảng. Như vậy chúng ta sẽ tìm được kết quả là 90.000. Tương tự ở đây cũng thế, 4 cộng 3 cộng 2 các em cũng tìm ra được kết quả là bằng 90.000. 6 trừ 2 bằng 4 trừ 1 bằng 3, 30.000. 6 trừ 2 cộng 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, chúng ta tìm được kết quả là bằng 30.000. Bài tập 2 tính. Đề bài đã đặt tính và các em chỉ việc thực hiện tính hai bài tìm tổng và hai bài tìm hiệu. Các em thực hiện từ trái sang phải. Trường hợp cộng hơn 1 thì các em nhớ xong hàng kế tiếp. Trường hợp nếu số bị trừ không trừ được cho hàng ở số trừ thì các em mượn 1 ở hàng số trừ kế tiếp rồi trả 1 vào đó. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả giống như trên bảng, các em có thể đối chiếu. Bài tập 3 là một bài toán giải có lời văn. Xã Xuân Phương có 68.700 cây ăn quả. Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương là 5.200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa là 4.500 cây ăn quả. Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả? Như vậy với bài này, khi các em đọc đề lên thì chúng ta thấy có tới 3 dữ kiện. Thứ nhất là của xã Xuân Phương, thứ hai là của xã Xuân Hòa và thứ ba là của xã Xuân Mai. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số cây của xã Xuân Mai. Xã Xuân Mai thì ít hơn xã Xuân Hòa, cho nên các em sẽ lấy lượng cây của xã Xuân Hòa trừ đi 4.500 cây thì sẽ tìm được số cây của xã Xuân Mai. Tuy nhiên xã Xuân Hòa chưa cho, thì việc đầu tiên các em phải tìm số cây của xã Xuân Hòa bằng cách là lấy số cây của xã Xuân Phương cộng thêm 5.200 cây. Như vậy với cách hướng dẫn như vậy, các em có thể thực hiện làm bài giải như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm số cây ăn quả của xã Xuân Hòa bằng cách lấy cây của xã Xuân Phương cộng thêm 5.200 cây. Cô tìm ra được 73.900 cây. Sau đó chúng ta sẽ tìm số cây của xã Xuân Mai bằng cách lấy số cây của xã Xuân Hòa trừ cho lượng cây ít hơn là 4.500 cây, thì chúng ta sẽ tìm được số cây của xã Xuân Mai là 69.400 cây. Bài tập 4 là bài toán dạng rút về đơn vị. Mua 5 cái cơm ba phải trả 10.000 đồng. Hỏi mua 3 cái cơm ba cùng loại thì phải trả bao nhiêu tiền? Vậy để tìm số tiền để mua 3 cái combo thì trước tiên chúng ta phải tìm số tiền mua 1 cái combo bằng cách lấy 10.000 chia cho 5. Sau khi tìm được giá tiền của 1 cái combo, các em gấp lên 3 lần thì sẽ tìm được số tiền của 3 cái combo. Các em lưu ý ở bài toán này, đơn vị của tiền là đồng. Đơn vị của tiền không phải là tiền mà là đồng. Vậy cô tìm được 3 cái combo, mua 6.000 đồng. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập từ 1 đến 4 trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong phần mềm Facebook. Bài 146, luyện tập chung. Bài tập 1. 1. Tính nhẩm. Cam kết với học sinh làm bài để thực hiện tính nhẩm. Các em cộng nhẩm số hàng lớn nhất. 5 cộng 2 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8. Như vậy 50.000, 50.000 cộng 20.000 cộng 10. Là bằng 80.000. Các em cộng nhẩm trong ngoặc trước, 20.000 cộng với 10.000 thành 30.000, 30.000 cộng với 50.000 bằng 80.000. Tương tự các em thực hiện câu B. Cô mời các em chuyển sang bài tập 2. 2. Đặt tính rồi tính. Các em kết quả học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập 2. Đặt tính rồi tính. 49.635 cộng với 31.287. Các em viết sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau và thực hiện cộng từ hàng đơn vị đến hàng lớn nhất. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 với 1. Các em viết 2 với 1. 8 cộng 3 bằng 11 cộng 1, nó thành 12. Các em viết 2 với 1. Sáu cộng hai bằng tám với một bằng chín.
9 cộng 1 bằng 10 viết không nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7 nhớ 1 bằng 8. Như vậy 49.635 cộng với 31.287 được kết quả là 80.922. Tương tự các em thực hiện hai bài trừ còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. 3. Đội 1 thu mua được 45.600 kg cá. Đội 2 thu mua được nhiều hơn đội 1 5.300 kg cá. Đội 3 thu mua được ít hơn đội 2 4.600 kg cá. Hỏi đội 3 thu mua được bao nhiêu kg cá? Như vậy để tìm được lượng cá của đội 3 thì trước tiên các em phải tìm được cá của đội 2. Như vậy đội 2 mua được nhiều hơn đội 1 là 5.300 kg cá. Như vậy tìm của đội 2 các em sẽ lấy đội 1 cộng thêm 5.300. Sau khi tìm được lượng cá của đội 2 các em trừ cho lượng ít hơn của đội 3 là 4.600 kg thì các em sẽ tìm được là đội 3 thu mua được bao nhiêu kg cá. Các em kết vấn học sinh làm bài để thực hiện bài tập 3. Vậy đội 2 chúng ta lấy 45.600 cộng với lượng thu mua nhiều hơn đó là 5.300. Vậy là cô tìm được là bằng 50.900 kg. Sau đó cô sẽ lấy lượng cá của đội 2 là 50.900 trừ cho lượng cá ít hơn đó là 4.600. Thì cô sẽ tìm được đội 3 là thu mua được là 46.300 kg cá. Đáp số là 46.300. Sau khi làm bài xong, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Mua 2 quyển sổ phải trả 10.000 đồng. Hỏi, mua 3 quyển sổ như thế phải trả bao nhiêu tiền? Các em kết vào nút học sinh làm bài để thực hiện là bài tập 4. Như vậy, bài tập 4 là một bài toán nhận rút về đơn vị. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm số tiền mua một quyển bằng cách lấy 10.000 chia 2. Như vậy, cô sẽ tìm được mỗi quyển là mua hết 5.000 đồng. Sau đó cô sẽ nhân lên cho 3 để tìm là mỗi quyển là 3 quyển như thế hết bao nhiêu tiền. Một quyển 5.000 thì 3 quyển các em lấy một quyển gấp lên 3 lần là bằng 15.000. Như vậy 3 quyển vỡ như vậy hết 15.000 đồng. Sau khi làm bài các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Và vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em các bài tập từ bài 1 đến bài 4. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm ICBook để hoàn thành tất cả những phần bài tập còn lại. Cô chúc các em thực hiện tốt phần bài tập của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy sử dụng phần mềm ICBook để hoàn thành những phần bài tập còn lại. Tiếp tục ôn cách cộng trừ các số trong phạm vi 100.000 và giải bài toán rút về đơn vị. Cô thân chào tất cả các em.